Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Tình yêu là lực lượng mạnh nhất trong vũ trụ. Khi chúng ta điều chỉnh tần số của tình yêu, chúng ta thu hút tình yêu đến với cuộc đời của chúng ta. Chúng ta luôn nhìn ra ngoài bản thân và không nhận ra rằng chính trong con người mình, chúng ta đang gửi những tín hiệu mà vũ trụ đang phản hồi. Bạn muốn biết cách thể hiện tình yêu vì bạn khao khát một tình yêu và bạn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ và bạn vẫn chưa gặp được người phù hợp với mình. Nó có thể gây khó chịu. Bạn có thể có những buổi hẹn hò với một vài người khác nhau. Bạn vẫn không gặp được những người có tính cách và sự chính trực mà bạn đang tìm kiếm. Bước tiếp theo của bạn là gì? Nếu bạn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ bền vững, cam kết, nhưng bạn vẫn tiếp tục thu hút những người không như bạn mong đợi. Nếu bạn muốn thể hiện tình yêu thực sự, vô điều kiện, không phải kiểu tình yêu mà hầu hết mọi người nghĩ đến khi họ tưởng tượng về một mối quan hệ tình cảm, không phải tình yêu liên quan đến việc ghen tuông và phóng chiếu vào người bạn đời, người yêu của bạn những cảm xúc tiêu cực. Bạn phải trở thành tình yêu duy nhất, nghĩa là bạn phải nâng cao sự rung động của mình từ nỗi sợ hãi, căng thẳng, lo lắng và phán xét thành sự tin tưởng, cởi mở, rộng lượng và đức tin. Bạn phải thay đổi tư duy, niềm tin và cách bạn thể hiện trên thế giới một cách quyết liệt để chỉ có tình yêu mới đến với bạn. Đó là luật hấp dẫn. Nếu bạn không tin tưởng đàn ông hay phụ nữ, bạn sẽ thu hút những người đàn ông hay phụ nữ không trung thực. Nếu tiềm thức bạn có nỗi sợ cam kết, bạn sẽ thu hút những người đàn ông hay phụ nữ không muốn gắn bó lâu dài. Nếu bạn không yêu chính bản thân mình, bạn sẽ thu hút một người không thể yêu bạn trọn vẹn. Đây là chìa khóa. Tình yêu thu hút tình yêu. Nếu bạn muốn thể hiện tình yêu trong cuộc sống của mình, bạn không phải ra ngoài để tìm kiếm nó. Thay vào đó, bạn cần phải loại bỏ bất kỳ khối nào ngăn cản bạn để yêu. Có thể là suy nghĩ, nỗi sợ hãi tiềm thức hoặc giới hạn niềm tin. Khi hầu hết các suy nghĩ, niềm tin và hành động của bạn là yêu thương, bạn sẽ chỉ thu hút được tình yêu. Vì tình yêu là một nam châm hút tình yêu. Đó là một quy luật siêu hình. Nó không thể là bất kỳ cách nào khác. Tâm trí có điều kiện của chúng ta được huấn luyện vào trạng thái sợ hãi và tiêu cực thường xuyên. Chúng ta đã học được từ cha mẹ, bạn bè và truyền thông xã hội rằng việc phàn nàn, trút giận và phán xét người khác là điều đương nhiên. Bạn hãy nghĩ xem, bạn có bao nhiêu lần trong ngày nói điều gì đó tiêu cực về công việc, về sếp, hoặc những người trong cuộc sống của bạn. Bạn thậm chí có thể không biết mình có bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực, bởi vì bạn đã quá quen với việc phán xét và tự nói chuyện tiêu cực. Bạn tán gẫu về bạn bè của mình khi họ không có mặt. Bạn nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ tình yêu thiêng liêng dựa trên tình yêu và sự tích cực ư? Trước tiên, bạn cần phải làm cho tâm trí của bạn rõ ràng và cân bằng để bạn là một người có rung động để yêu. Bạn nghĩ rằng bạn sẽ bị tổn thương bởi tình yêu. Bạn tin điều này ở mức độ có ý thức. Và bạn cũng có thể tin điều này ở mức độ tiềm thức. Nghĩa là bạn không biết về tất cả những niềm tin đáng sợ mà bạn có được do chứng kiến mối quan hệ rối loạn chức năng của cha mẹ bạn hoặc lắng nghe những người xung quanh bạn nói những điều tiêu cực. Làm thế nào bạn có thể thu hút tình yêu khi tất cả những gì bạn biết là nỗi đau? Đây là chìa khóa. Khi bạn dấn thân vào con đường tâm linh, nỗi sợ hãi trong tiềm thức của bạn sẽ nổi lên. Bạn sẽ nhận thức được chúng. Khi bạn thực hành tâm linh và sau một quá trình tu dưỡng, đột nhiên bạn phá vỡ mối quan hệ nghiệp của bạn. Nếu trước đây bạn thường thu hút những người đàn ông hoặc phụ nữ không như bạn mong đợi, thì giờ đây, bạn thu hút những người đàn ông hoặc phụ nữ có tâm
và giống như bạn mong đợi. Những người này xuất hiện một cách trung thực và sẵn sàng bộc lộ con người thật của họ. Thực hành tâm linh sẽ giúp bạn sẵn sàng cho sự thân mật, dễ bị tổn thương và tấm lòng cởi mở cần có để cho mối quan hệ tình cảm thực sự. Khi bạn không đi theo con đường tâm linh, bạn thu hút những người khác, những người cũng không bắt nguồn từ tinh thần, và bạn tham gia vào các mối quan hệ rung động trước năng lượng của thế giới. Bạn luôn trong tình trạng lo sợ rằng người kia sẽ rời đi. Bạn gọi đó là tình yêu, nhưng đó là tình yêu trần tục. Sự hợp tác tinh thần là một cái gì đó hoàn toàn. Bạn chỉ có thể thu hút nó vào cuộc sống của mình nếu bạn mở rộng ý thức và giải phóng những khuôn mẫu tiêu cực. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có những khối vô thức ngăn cản bạn đến với tình yêu của đời mình, sau đây là cách để vượt qua nỗi sợ hãi đó. Hãy đến một nơi mà bạn cảm thấy được sống trong tình yêu. Phát triển đức tin của bạn bằng cách lặp lại những lời khẳng định và thực hành tâm linh giúp bạn đặt niềm tin mới vào tâm trí. Khi bạn nghĩ rằng điều đó là không thể, hãy dừng lại và chọn một suy nghĩ mới. Hãy nhắc lại, tôi chỉ mong đợi tình yêu. Tình yêu là chính tôi. Tôi là một nam châm cho tình yêu. Một khi bạn đã hòa hợp rung động với tình yêu, bạn sẽ thấy rằng những kết nối và cơ hội thiêng liêng sẽ xuất hiện. Bạn là một người sáng tạo mạnh mẽ. Bạn là một thỏi nam châm cho tình yêu, niềm vui và sự dồi dào. Khi bạn tin tưởng sâu sắc vào điều này và sẵn sàng chỉ tin vào điều này, khi bạn sẵn sàng bước ra khỏi tâm trí bị ràng buộc của mình và sống từ một nơi tích cực và niềm tin, bạn sẽ thấy rằng bạn thu hút tình yêu mạnh mẽ như thế nào. Những người vui vẻ, hòa bình và luôn ủng hộ bạn sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Khi bạn trở thành tình yêu duy nhất, bạn chỉ nhận được tình yêu. Mọi thứ bạn gửi đi sẽ trở lại ngay với bạn. Đó là luật chung. Nếu bạn muốn trở thành một nam châm tình yêu, hãy gửi đi tình yêu của chính bạn. Mọi thứ đều là năng lượng. Để thu hút những gì chúng ta muốn, chúng ta phải phù hợp và cộng hưởng với tần số cụ thể đó. Tình yêu là tần số cao nhất. Có nhiều cách để rung cảm, chứng minh tình yêu trong cuộc sống của bạn, hướng sự tập trung của bạn đến nơi tình yêu đã tồn tại. Đây là một cách mạnh mẽ để thu hút tình yêu nhiều hơn vào cuộc sống của bạn. Năng lượng luôn chảy khi sự chú ý đến. Cảm thấy biết ơn vì tình yêu mà bạn có trong đời sẽ mang đến nhiều tình yêu hơn vào trong cuộc sống của bạn. Hãy là nam châm của tình yêu. Một cách mạnh mẽ để điều chỉnh năng lượng này là trao tình yêu cho người khác, nghĩa là trở thành nguồn yêu thương. Một ai đó rung động với tần suất tình yêu sẽ cảm thấy tình yêu dồi dào và có nhiều thứ để cho đi. Khi chúng ta cho đi, chúng ta mở lòng để đón nhận, trao yêu thương và chia sẻ ánh sáng của bạn. Bây giờ, hãy xem điều gì sẽ trở lại với bạn. Bạn có thể làm điều này thông qua những hành động tử tế ngẫu nhiên, dành lời khen cho người khác, thậm chí gửi tình yêu đến người khác một cách tràn đầy năng lượng. Hãy lấp đầy bản thân với những điều bạn yêu thích. Bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy sống động và đam mê sẽ nâng cao tần suất của bạn. Đó là ca hát và nhảy múa, nghe nhạc để truyền sức mạnh, vui vẻ với bạn bè và hòa với thiên nhiên, hoặc bất cứ điều gì truyền cảm hứng tích cực cho bạn. Bạn hãy nghĩ xem, bạn sẽ cảm thấy thế nào khi được yêu theo cách mà bạn mong muốn. Hãy viết một danh sách và sau đó suy ngẫm về nó. Khi thực hiện quá trình này cho bản thân, hít thở những cảm xúc đó với nụ cười thật tươi trên môi. Khi những cảm giác này trở nên quen thuộc với bạn, chúng sẽ trở thành năng lượng chi phối của bạn. Rung động của bạn sẽ thay đổi ở cấp độ tế bào và bạn sẽ thu hút những người và tình huống khẳng định những cảm xúc đó. Lập danh sách tất cả những điều khiến bạn đáng yêu. Tại sao mọi người được thu hút bởi bạn? Tìm lý do và đọc lại cho chính bạn mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bạn khẳng định niềm tin rằng bạn là người thu hút tình yêu. Điều này sẽ khiến bạn không nghi ngờ gì
về khả năng nam châm tình yêu của mình. Sự chắc chắn và tự tin này sẽ nâng cao tự tin tình yêu của bạn lên một tầm cao mới. Nếu bạn biết chắc chắn rằng tình yêu đang đến, bạn sẽ cảm thấy và cư xử như thế nào? Hãy tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời như thế nào khi sống cuộc sống của mình theo cách này. Yêu chính mình. Tại sao quan trọng là bạn yêu chính mình? Đó là bởi vì bạn không thể cảm thấy tốt nếu bạn không yêu bạn. Khi bạn không yêu chính bạn, bạn sẽ chặn tất cả các phong phú và quà tặng của vũ trụ. Bạn có biết bạn thực sự là ai không? Bạn đã khám phá những món quà và tài năng mà bạn có để cung cấp cho thế giới này chưa? Bạn có nhận ra rằng bạn có khả năng làm được nhiều hơn những thứ mà bạn biết không? Có nhiều người đi cả đời như những người xa lạ với bản thân và tâm hồn của họ. Họ không khám phá cách khai thác tiềm năng thực sự. Khi chúng ta khát, chúng ta tìm thấy nước. Và khi chúng ta đói, chúng ta sẽ tìm thấy thức ăn. Nhưng chúng ta phải làm gì khi tâm hồn chúng ta khao khát được trưởng thành, được lắng nghe? Có điều gì xảy ra khi chúng ta kìm hãm nỗi khát khao của tâm hồn mình? Chúng ta thường hiểu sai tín hiệu hoặc hoàn toàn lờ mờ và cuối cùng cảm thấy cuộc sống lạc lõng hoặc không xứng đáng. Khi chúng ta bỏ bê bản thân tình yêu, chúng ta có thể chuyển sang trạng thái không thoải mái. Khám phá bản thân và yêu bản thân là hai chìa khóa để có một cuộc sống dồi dào, khỏe mạnh. Không chỉ là việc tìm thấy bạn là ai và bạn muốn gì nhất trong cuộc sống, mà quan trọng hơn là làm thế nào để thu hút tình yêu vào cuộc sống của bạn. Có hai luật rất mạnh về bản chất là từ trường. Đó là định luật hấp dẫn và luật rung động. Chúng cùng nhau tạo ra một vòng phản hồi của hành động. Phản hồi được quyết định bởi suy nghĩ và hành vi của chúng ta, cuối cùng tạo ra thực tế của chúng ta. Tăng cường tình yêu bản thân, đó là một cam kết trọn đời luôn được phản ánh lại với bạn trong một mối quan hệ. Khi bạn tập trung vào việc chấp nhận bản thân và nuôi dưỡng cơ thể, tâm trí và tinh thần của bạn hàng ngày, bạn sẽ hấp dẫn hơn, bạn sẽ trở nên yêu đời hơn. Sự hướng dẫn thiêng liêng sẽ tràn vào thực tại của bạn một cách dễ dàng. Yêu bản thân cũng là dành thời gian cho việc tìm hiểu bản thân. Khi hiểu rõ bản thân, chúng ta có ý tưởng rõ ràng hơn về những gì chúng ta muốn và những gì sẽ phục vụ và hỗ trợ chúng ta. Một cách để hiểu rõ hơn về bản thân là tìm ra giá trị của bạn. Giá trị của bạn là những gì quan trọng đối với bạn. Biết chúng có thể giúp bạn đưa ra quyết định và cho phép bạn thiết lập ranh giới cá nhân mạnh mẽ. Kỳ vọng là liều thuốc chống lại tình yêu, vì nó khiến chúng ta thất vọng. Khi chúng ta liên tục duy trì một điều gì đó theo tiêu chuẩn hoặc tầm nhìn và nó không diễn ra theo cách đó, chúng ta có thể trở nên thất vọng. Chúng ta thấy mình đang tỏa ra một năng lượng mà chúng ta không mong muốn. Điều này sẽ chỉ thu hút nhiều hơn những thứ tương tự. Mong đợi những điều tốt đẹp cho bản thân, nhưng đừng đặt những lý tưởng cứng nhắc về cách những điều này sẽ hiển thị. Vũ trụ sẽ mang đến cho bạn một sự kết hợp hoàn hảo với ai khi bạn đã sẵn sàng cho điều đó. Buông bỏ chấp trước vào cách bạn nghĩ người khác phải như thế nào và cư xử như thế nào sẽ giúp chúng ta mở rộng trái tim mình. Nó cho phép chúng ta nhìn thấy tình yêu thương ở người khác và vũ trụ sẽ phản ánh quan điểm rộng mở của chúng ta trở lại với chúng ta. Hãy thực hành lòng biết ơn của bạn đối với vũ trụ. Điều đó sẽ thu hút nhiều tình yêu hơn vào cuộc sống của bạn. Khi bạn gửi một thông điệp đến vũ trụ, hãy tin tưởng nó sẽ được giao cho bạn khi nó sẵn sàng. Hãy vui vẻ với những quá trình này, làm cho nó vui tươi và nhẹ nhàng. Hãy nhớ rằng, bạn là một nam châm tình yêu, chỉ là nhớ bạn thực sự là ai. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.